trên cái mẫu này các bạn sẽ thiết kế một cái tài liệu kích thước là bao nhiêu. Các bạn nhìn tên file á, tên file là 22 x 32 cm, có nghĩa là mình tạo một cái tài liệu đúng kích thước đó luôn, 22 x 32 cm. Cái lề thì các bạn, thầy không có ghi, các bạn chừa tương đối thôi, ở trên là 12, ở dưới là 12, trái phải các bạn cho thầy là 10 và nhớ chia ra làm hai cột nha. Rồi mình chèn văn bản vô. Trường hợp các bạn thấy là văn bản của thầy nó cũ kỹ quá, nó từ năm 2016 tới bây giờ hay sao á, thì các bạn sẽ thay bằng cái mẫu tin tức mới. Rồi còn cái suột nó là trong này nè các bạn, có hình ảnh, có file văn bản nha. Các bạn có thể double click để các bạn mở văn bản lên. Còn mình, nếu mà mình muốn chèn hết file thì mình đóng cái file này lại luôn các bạn, khỏi mở nha. Thầy có file đội hình thi đấu, thầy mở lên. Bài số 1, bài này kích thước, tạo file kích thước 22 x 32 cm, và chia ra làm hai cột, chia hai cột. Rồi các bạn bỏ trên này một cái hình và cái khung ghi chú cho hình. Bên dưới này là hai cái khung để mình chứa cái đội hình thi đấu nha. Rồi bây giờ thầy bắt tay vô thầy làm nè các bạn. Tạo file mới nha. Tạo file mới. Kích thước. Kích thước các bạn nhớ đổi đơn vị đo cho thầy. Đổi đơn vị đo là mm. Các bạn gõ vào đây, rộng là 220, cao là 320. Số trang này các bạn, mình cho một trang một à. Cái kiểu trang đó là các bạn bỏ cái facing page đi nha. Có nghĩa là một trang dùng trang đơn. Số cột nè, column là số cột, các bạn chia ra là 2. Khoảng cách là 3 mm. Cái lề đó các bạn, cái margin á, lề trên, lề dưới, top, button các bạn cho thầy 12, left, right là bên trái, bên phải các bạn cho thầy là 10. Được chưa? Khi mình gõ vô nó bị tỷ lệ như thế này, các bạn bỏ cái khóa tỷ lệ này đi các bạn. Các bạn sửa lại anh này 12. Sau khi các bạn tạo cái file mới xong thì các bạn bắt đầu các bạn chèn vô. Chèn cái gì? Một cái hình. Chèn cái gì? Chèn cái văn bản vô, cái nội dung văn bản vô. Thì trước hết thì thầy sẽ dùng cái công cụ là khung chứa văn bản nè các bạn. Khung chứa văn bản, kẻ ra cái khung. Kẻ từ đâu? Mình đã chia ra hai cột rồi thì mình đặt ngay góc trên ở bên trái nè. Mình vẽ đến góc dưới bên phải luôn. Lúc này các bạn chèn văn bản, các bạn phải vào công cụ test, các bạn click vô trong. Chèn hình thì các bạn dùng file play. Chèn văn bản các bạn cũng dùng file play. Sau đó các bạn sẽ chọn cái file test của các bạn. Trong cái file test current cup, các bạn open, các bạn chèn vô. Như thế là chúng ta đã chèn toàn bộ văn bản vào cái ô như thế này. Nhưng mà cái mẫu của mình là sao? Nó chia ra làm hai cột. Cho nên các bạn nhớ lại cho thầy cái lệnh là gì? Offset test frame option. Các bạn nhớ cái lệnh này chưa? Offset test frame option. Offset test frame option, các bạn chia nó ra hai cột. Khoảng cách cột này các bạn là 3 nha. Ok. Có nhiều bạn hỏi thầy ơi, cái máy của em khi em nhấn Ctrl N nó không cho đổi đơn vị đo, vậy thì làm sao? Thì các bạn cứ tạo mới xong đi, các bạn mở cái thước lên, nhấn Ctrl R, click phải vô chọn đơn vị đo. Click phải vô cái thước dọc, chọn đơn vị đo. Nha, cách thứ hai là mình chọn Edit Reference, chọn cho thầy là Unit. Trong cái unit các bạn sẽ đổi đơn vị đo cho thước ngang, thước dọc và cả cái đường viền các bạn chuyển qua mm luôn. Ok. Bây giờ chèn hình thì sao? Hình các bạn nằm chỗ này nè. Kịp chưa? Vậy thì chúng ta sẽ vẽ một cái khung chứa hình. Nó vẽ ở đây nè các bạn. Đây, vẽ ở đây nè. Thấy không? Nhưng mà nếu mình bỏ hình vô thì sao? Nó đè văn bản mất. Cho nên các bạn phải vào cái lệnh Windows Test Swap. Các bạn đẩy cái hình ảnh ra, đẩy cái văn bản ra khỏi cái khung hình này. Cách bao nhiêu? 2 mm. Được chưa? Rồi tiếp tục các bạn. Bên dưới khung hình nó có một cái khung ghi chú. Vậy lúc này các bạn hãy dùng cái công cụ vẽ khung ghi chú. Nó vẽ đây nè các bạn, vẽ vậy nè. Thấy chưa? Và nó lại đè văn bản nữa, các bạn thấy không? Cho nên các bạn cũng phải đẩy nó ra. Bao nhiêu? 2 mm. Rồi lúc này khung ghi chú thì có màu.
Không có đường viền là mình bỏ đây. Có màu fill là mình chọn fill chỗ này, mình chọn cái màu. Được chưa các bạn? Còn hình ảnh thì làm sao để đưa vào các bạn? File, Play. File, Play. Chọn cái hình. Ok. Các bạn đưa chỏ vô ở giữa nè. Ở giữa nó có cái chấm tròn đó. Các bạn lít vô một cái. Các bạn nhấn Ctrl trừ, trừ, trừ. Thu nhỏ màn hình xuống. Để đặt chỏ ở đây giữ ship thu lại. Đặt chỏ ở đây nè, giữ ship thu lại. Kiểu chưa? Nhấn Ctrl cộng, cộng. Giữ ship thu lại. Kiểu chưa? Giữ ship thu lại. Ship để làm gì? Để nó đừng méo hình. Có thể bị mất một phần nào đó nhưng mà mình không được làm méo nha. Rồi. Tiếp tục các bạn ghi chú ở bên trong này. Các bạn ở bên dưới này ghi chú nè. Các bạn hãy dùng công cụ test, các bạn copy đại cái chữ nào đó. Nha. Rồi sau đó mình lít vô bên trong. Lít vô bên trong. Lít mà không được á thì quay về công cụ chọn. Các bạn lít chọn vào khung nè. Rồi các bạn dùng công cụ test á, các bạn lít vô nó. Ctrl V dán vô. Được chưa? Ctrl A nè, các bạn cho cái màu nó khác đi. Màu nó khác đi, ví dụ như là màu trắng đi. Size nó nhỏ lại đi các bạn. Size nó nhỏ lại đi. 11 thôi, chữ thường ha. Chữ thường. Đó. Và bây giờ các bạn để ý á, cái ghi chú mà chữ nó nằm vậy á, không có đẹp. Chữ nó phải nằm giữa thì dùng công cụ test. Chọn vô canh theo chiều ngang á, là mình canh giữa ở đây. Còn canh theo chiều đứng á, là phải dùng Object Test Frame Option. Test Frame Option. Anh này ngoài cái việc chia cột, nó còn cho phép mình canh theo trục đứng. Top là ở trên nè, Button là ở dưới nè. Thấy không? Center là ở giữa nè. Vậy thì các bạn hãy chọn Center. Thiếu mấy cái đó sẽ bị trừ điểm nha. Dĩ nhiên. Cái bài có mấy phần nhỏ nhỏ thôi. Thì lúc này mình phải làm cho kỹ. Rồi nhấn Ctrl trừ trừ thu lại nè. Nha, nhấn Ctrl trừ trừ thu lại. Tiếp tục ở đây có cái khung đội hình thi đấu. Xem nó như thế nào. Đây các bạn có hai khung đội hình thi đấu. Vậy lúc này các bạn sẽ dùng cái hình chữ nhật, các bạn vẽ cho thầy một khung đội hình nhỏ nhỏ. Đây. Thấy chưa? Đó. Rồi tô màu cho nó các bạn. Bỏ cái đường viền. Thấy không? Văn bản phải làm sao? Phải đẩy ra ngoài. Đẩy ra. Đẩy ra 1mm. Zoom lớn lên. Các bạn canh giữa nè. Đó, các bạn thấy khi các bạn kéo nó có cái dấu gạch tím tím á, là canh giữa rồi đó. Đó. Sau đó các bạn giữ Alt Left Shift, các bạn kéo xuống. Nha, cái khung bên dưới này mình đổi màu. Ví dụ như là màu vàng nhạt đi. Mình có màu vàng không mà không có màu nhạt nhạt. Vậy thì các bạn phải tạo một cái màu mới. Double-click cái màu mới này. Giảm cái màu xuống. Ok. Rồi lúc này các bạn phóng lớn cái khung này lên ha. Đó, vậy là xong các bạn. Bây giờ mình chỉ việc đưa cái tab vô thôi. Tab thứ nhất của các bạn nè. Các bạn copy. Ctrl-C. Vào đây các bạn phải chọn cái khung cái nha. Sau đó mới dùng công cụ tab click. Nhấn Ctrl V dán vô. Đó. Văn bản phải canh giữa nó mới đẹp. Canh giữa. Canh giữa theo trục đứng mới đẹp. Object Test Frame Option. Đó. Đây mình chọn là Center. Ok. Các bạn thấy không? Thầy làm rất là từ từ. Và rất là cẩn thận cái việc canh giữa, canh trái, canh phải ở đây. Các bạn mà làm không cẩn thận là thầy sẽ xem xét cái điểm của các bạn á. Nha. Quay về công cụ chọn, chọn khung tiếp theo. Quay về công cụ test, chọn vô. Rồi chúng ta copy cái văn bản ta dán qua. Ctrl C. Ctrl V. Được chưa các bạn? Nó cái xuống dòng bị dư này, xóa ngược lên. Cái chữ này nè các bạn. Đó. Các bạn sẽ chọn cho thầy một cái phông khác. Phông Time New Roman. Đó, New Roman. Chọn là chữ thường ha. Đó, rồi chữ Chelsea là các bạn phải chọn chữ in. Tại theo mẫu nó vậy ha. Màu đỏ luôn nè. Rồi chữ Arsenal nè.
Các bạn sẽ chọn cho thầy màu đỏ này. Chữ in này. Tùy phong, có phong, có chữ in, có phong không có nha. Rồi. Lúc này á, văn bản khi mà các bạn để vào khung, cái khung có màu á, các bạn nhớ đẩy nó cách cái lề ra. Cách cái lề ra ít nhất là 21 tới 2 mm. Thì để cách ra cái lề á, tất cả khung văn bản các bạn đều phải dùng offset text frame option. Trong cái lệnh text frame option này các bạn chọn cái insert bay. Column là chia cột nè, insert bay là cách lề đó, các bạn tăng nó lên. Nhớ bấm review để coi. Các bạn thấy không? Nhìn khi nó cách cái lề nó lịch sự hơn rất là nhiều. Còn để sát lên đây là sai, không ai đọc được. Nha. Văn bản nằm trong cái table này thì các bạn sẽ chọn là center luôn. Ok. Rồi mình muốn phóng to thu nhỏ gì đó tùy mình. Đây nó còn văn bản nè. Tại sao biết nó còn? Nó có dấu cộng màu đỏ đó các bạn. Dấu cộng màu đỏ là nó bị ẩn á. Nha, rồi ok. Như thế là các bạn đã xong bài số 1 rồi. Bây giờ mình chỉ cần định dạng cái trên này nữa là xong. Dùng công cụ test, quét chọn anh này, cho size lớn lên. Và nhớ đổi màu. Đó, ở trên này cũng nhớ đổi màu luôn. Đó, ví dụ anh này thầy canh phải đi. Canh phải ha. Còn anh này thầy canh trái bình thường. Như vậy là đã xong một bài rồi các bạn. Thấy không? Bây giờ công việc tiếp theo là các bạn hãy xem cái sản phẩm thật sự của mình là đâu. Thì các bạn vào View, chọn Remote, chọn Recension, Shift VW mở lên. Đó. Thì lúc này chúng ta thấy là chất lượng hình ảnh nó đúng, chất lượng văn bản nó đúng, nhưng mà nó lại dư cái khung màu đen. Thì các bạn nhấn F kép. Nhấn F kép, các bạn chọn vào cái khung test đó. Các bạn bỏ đường viền chỗ này nè. Thấy không? Đó. Hoặc bỏ dưới này cũng được. Vậy là chúng ta xong bài số 1. Xong một bài thì các bạn sẽ lưu nó lại. Lưu lại để nộp thì các bạn chọn File Save. Lưu lại nha. Các bạn sẽ tạo một cái folder mới cho thầy. Tạo folder mới cho thầy. Ví dụ thầy tạo folder là môn học AI gì đó ha. Môn học AI. À, xin lỗi, ID. Đó. Rồi đây là bài lab 1 cho nên các bạn sẽ đặt tên đây là các cái bài lab nè. Trong khi version của thầy là thấp cho nên các bạn thêm một cái lệnh nữa, file export xuất. Xuất ra cái định dạng là gì? PDF. Nha, save lại. Thì là mỗi bài có hai file. Một file InDesign và một file PDF.